Chào anh em, để tạo hứng thú cho người sưu tầm thì Hot Wheels phát hành dòng xe Mystery Model, tạm dịch là mẫu xe bí ẩn. Các xe trong series này có nước sơn đặc biệt, có màu độc quyền và một số mẫu được săn lùng bởi những nhà sưu tầm. Khi mà chúng ta bắt gặp một bịch xe bí ẩn thì có cách nào để mà không xé bịch ra mà vẫn biết là mẫu xe nào ở bên trong hay không? Thì câu trả lời rằng có. Chúng ta phải lật túi lên thì chúng ta sẽ lấy một mã số, hai mã được ngăn cách bởi dấu sạc, thì cái phần đầu này không cần quan tâm, nó là có thể là cái series mà chúng ta quan tâm phần đuôi này, phần đuôi hai chữ số này. Bây giờ nhìn vào 12 mẫu xe bên này thì cái mã 04 này ứng với mẫu này. Và như vậy không cần mở bịch ra mình cũng biết mẫu xe bên trong bịch là Ford Mustang GT Concept. Ở bên trong sẽ có một miếng sticker. Độc đáo ở chỗ là sticker này chỉ có logo Hot Wheels chứ không có xe. Bình thường chỗ này sẽ là cái hình xe. Mustang GT Concept. Mẫu này thì mình đã mở ra từ trước. Mã 01 ở nguyên mẫu xe nằm số 1 này và để hình đen này. Đó là 1969 Ford Mustang Bolt 302. Điểm đáng chú ý của mẫu Mustang Bolt 302 này là nó dùng khuôn cũ. Gần đây thì Bolt 302 này đã được đổi khuôn để giảm chi phí sản xuất, thành ra phần nhựa rất là nhiều, nó nhẹ hơn hẳn. Nhưng mà cái mẫu Mystery này là dùng khuôn cũ. Tiếp theo là mẫu 07. Và tìm ở đây là 07 ở đây. Không năm là một mẫu cắt đi. Trở lại ví dụ đầu tiên thì mẫu 04 này là Ford Mustang GT Concept. Vậy thì anh em có muốn biết là mẫu xe màu đen này là mẫu xe nào không? 71 Mustang Funny Car mà ở Basic nó có chữ như này. Bây giờ thì mình cũng điểm qua những mẫu xe Mystery Model.